Em xin thay mặt các bác sĩ và các em sinh viên đã từ bên Mỹ cảm ơn Sở Y tế Bình Dương đã cho phép và tới làm việc với dân giúp đỡ dân nghèo ở tỉnh Bình Dương. Trong 3 ngày khám bệnh, đoàn đã khám được khoảng 350 người. Mặc dù mấy tháng vừa qua, đoàn cũng các bác sĩ và các em sinh viên đã tích cực làm việc đi xin thuốc, đi gây quỹ và ở bên Mỹ thì để thực hiện chuyến công tác. Đoàn xin cảm ơn bác sĩ Khai là người đã luôn luôn sát cánh với đoàn và lo cho đoàn tận tâm cảm ơn bác đã cho nhiều ý kiến, nhiều hướng dẫn, khuyến khích đoàn để giúp đoàn làm việc tốt thành tốt để đạt chỉ tiêu mà đoàn đặt ra. Hy vọng trong tương lai đoàn có thể trở về giúp đỡ dân Việt Nam tiếp tục, đặc biệt là dân ở tỉnh Bình Dương. Và hy vọng lúc đó là các em đã được bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ ra về giúp nhiều hơn và các em sẽ đem thêm mấy em mới để về Việt Nam giúp đỡ dân nghèo Việt Nam. Bây giờ tôi xin giới thiệu thêm, như là bác sĩ Thủy Tiên đã nói đó, thì bác sĩ Khai nguyên là phó giám đốc Sở Y tế, giám đốc bệnh viện và hiện nay là phó chủ tịch hội từ thiện bệnh nhân nghèo hỗ trợ người tàn tật của tỉnh Bình Dương.